Nhật Bản chuẩn bị kỷ niệm 78 năm vụ đánh bom nguyên tử vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, làm hủy diệt sự sống và san phẳng các thành phố ngay lập tức. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, một quả bom nguyên tử có biệt danh Little Boy đã được thả bởi máy bay chiến đấu B-29 Enola Gay của Hoa Kỳ và phá hủy thành phố Hiroshima, giết chết khoảng 140.000 người. Trong khi đó, dân số ước tính khoảng 350.000 người, với hàng nghìn người khác chết sau đó vì thương tích và các bệnh liên quan đến phóng xạ. 3 ngày sau khi cuộc tấn công ở Hiroshima được thực hiện, Hoa Kỳ thả một quả bom nguyên tử khác xuống Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, giết chết hơn 75.000 người ngay lập tức. 6 ngày sau, Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15 tháng 8, chấm dứt cuộc chiến của nước này khi tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Trong những năm trước, Thủ tướng Nhật Bản và thị trưởng của cả hai thành phố đã tham dự các buổi lễ tưởng niệm hàng năm và tái cam kết vì một thế giới không có hạt nhân. Chuông đã được điểm và một khoảnh khắc im lặng diễn ra vào thời điểm chính xác những quả bom được kích nổ ở Hiroshima và Nagasaki. О разрушении, причиненные атомной бомбой 6 августа 1945 года. Đây là hậu quả thảm khốc của bom nguyên tử và thế giới lại đang đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân tiếp theo khi cuộc xung đột Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ông Dmitry Medvedev cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi cuộc phản công của kẻ thù, bảo vệ công dân và đất đai Nga. Hãy tưởng tượng nếu cuộc phản công của Ukraine do NATO hậu thuẫn thành công và kiểm soát một phần lãnh thổ, thì chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân theo các quy tắc của sắc lệnh từ Tổng thống Nga. Ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh, đơn giản là sẽ không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích không tin rằng Tổng thống Putin sẽ là người đầu tiên dùng vũ khí hạt nhân kể từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào năm 1945. Nhân dịp phim Oppenheimer chiếu tại các rạp chiếu phim, sa bàn quân sự sẽ công chiếu phim Oppenheimer phiên bản đời thực, trong đó tiết lộ những sự thật chưa biết về dự án Manhattan, dự án chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Đặc biệt, các bạn có thể xem trước bằng cách tham gia chế độ hội viên của sa bàn quân sự. Ông thấy việc mình làm, chế tạo quả bom có đúng đắn không? Tôi là một nhà khoa học. Và nếu như anh là nhà khoa học, anh cũng sẽ tin rằng việc tìm ra cách thế giới vận hành ra sao rất thú vị. Cũng tốt khi ta đưa cho loài người một loại năng lượng tiềm ẩn, vô hạn. Dựa trên ánh sáng và giá trị của nó, quả bom đó thuộc về thế giới và cư dân của họ. Họ sẽ phải tìm ra cách để kiểm soát nó. Ngày nay, chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng nguy cơ một cuộc tấn công hạt nhân lại tăng lên. Liệu chúng ta nên sợ hãi đến mức nào? Có dấu hiệu cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành thêm một vụ nổ hạt nhân ngầm dưới lòng đất. Iran tiếp tục ngăn cản các thanh sát viên tiếp cận đến những khu vực mà IAEA nghi ngờ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân đang diễn ra. Pakistan đang có một chính phủ vô cùng bất ổn và họ có một kho vũ khí hạt nhân dựng tóc gáy với hàng trăm đầu đạn. Chỉ cần nhấn nút này, loài người sẽ thực sự biến mất và thậm chí là ngày tận thế của cả trái đất. Các bạn thân yêu ơi, hãy mau nhấn like, chia sẻ, đăng ký subscribe kênh Sa Bàn Quân Sự để nhận tin mới nhất về chính trị quân sự trong nước và quốc tế nhé.
One bomb exploding 1,500 feet above the target, leaving no crater. Half a million people lived in Hiroshima, a town the size of Sheffield.